cho em vào một túi đi, xách cho dễ. Lá nhân trần này đun uống nước rất là mát, nó mát gan, là cái này này rất là tốt này. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Xuân Hữu Đàn Tính. Chúc cả nhà mình có một ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình thân yêu của mình nhé. Quý vị thân mến, nhắc đến chợ phiên là một nét đẹp văn hóa đã có từ rất lâu đời, và đến thời điểm bây giờ thì ở trên đất nước Việt Nam của chúng ta hầu như ở nơi nào cũng có chợ phiên, và quê nhà Xuân Hữu cũng không ngoại lệ như vậy. Và ngày hôm nay Xuân Hữu muốn đưa toàn thể quý vị khán giả trên kênh của Xuân Hữu đi trải nghiệm một chút chợ phiên xã Quang Minh, quê nhà Xuân Hữu nha. Và chợ phiên này thì được họp vào thứ bảy hàng tuần. Xuân Hữu đi hơi muộn một xíu bởi vì là Xuân Hữu vừa có công việc ở bên ủy ban xã, vừa mới xong việc cả nhà. Bây giờ thì đường này đi ủy ban ngay đây này. Đây là cái chỗ này là chỉ là họp tạm thời thôi, còn cái khu chợ chính thì đang xây dựng lại. Chắc khi nào mà xong thì lại, cái khu này thì sẽ lại mọi người là về tập trung bán hàng ở khu vực đấy. Đấy, còn cái chỗ này chỉ là xã đề xuất nó tạm thời để cho bà con trên đây họp chợ thôi, để phiên chợ được diễn ra hàng ngày như thế này đây. Đây, chào các em nhá, xin chào. Đây là Xuân Hữu đi vòng chào bạn nhá. Chào bác. Khả năng Xuân Hữu sẽ đi tìm mua một ít rau rừng hay còn đồ. Thì tháng nay Xuân Hữu với chú đi bắt được cá rồi, với lại bố thì đã mua thịt rồi. Thì Xuân Hữu sẽ mua một ít rau rừng gì đó, rau xem có rau gì ngon ngon thì sẽ mua. Xuân Hữu vừa đi ở dưới kia lên các bác, bây giờ đi lên trên này. Lên trên này thì là khu vực tập trung đông lắm, khu vực ở trên này là có một cái sân bóng đá của xã là ở trên này. Có chám này, có chám, có rau gì. À, bác đi chợ bác. Em tìm rau. Và bán ở đây có rất nhiều những cái đồ hải sản và các con vật bà con mang ở nhà ra chợ để bán. Ôi trên này đông lắm, nhưng mà ở trên này hình như đa số là bán quần áo thôi các bác ạ. Đây có một cái khu người dân tộc Dao bán thuốc, đây là cái thuốc gia truyền này các bác. Đây là khu này, vào kéo tít vào trong kia các bác. Khu này là bán nồi niêu xong chảo đấy. Đấy, tùm đây. Vâng. Khai mất cướp đó. Cái này là cái nhân trần đây các bác. Cái này là Xuân Hữu chia sẻ một chút với mọi người là cái lá nhân trần này đun uống nước rất là mát, nó mát gan, là cái này này rất là tốt, là về mình phơi khô xong mình có thể băm nhỏ ra xong mình đun nước uống hàng ngày ấy. Cái này rất là tốt cho sức khỏe nha các bác nhé. Đây là khu bán quần áo, giày dép, bán rau và trong kia nữa các bác. Nói chung là chợ ở cái vùng thấp như ở quê nhà Xuân Hữu thì nó lại không có cái khu ẩm thực riêng như những phiên chợ vùng cao các bác ạ. Nó chỉ có bán những cái đồ tươi và những cái không gian bán như thế này này.
đó, không có các quán ăn sáng hoặc là bán đồ ăn tại chợ như ở những phiên chợ vùng cao. Đa số ở đây chỉ bán những đồ tươi. Tôi nếu đang đi tìm một cô mà bán cái lá đắng mà không thấy đâu cả. Bây giờ phải di chuyển lại ra ngoài các bác. Ngồi nhau nhiều tí. Ok, cảm ơn chị nhá. Rồi, bây giờ còn đấy các bác một mình vừa đi vừa quay hình vừa cầm đồ này thì không có chân tay nào mà được lấy đồ cả. Bây giờ là mình quay lại phía bên dưới này. Lấy cái này. Cháu lấy cái này. Đám này là nhà hả? Cái nào? Cái này của cô lấy cho cháu cái này. Cái này về nó ok cho bác. Với lại cái rau ấy cho cháu cái túi thật to ấy. Cho một cái vỏ khoai cho bác ấy. À. Cô gửi về cho bà nội các bác ạ. Bà nội chỉ thích cái này thôi. Cái chầu này thôi. Cái này về nhai chầu không? Đây cô cứ cho hết vào một túi. Kiều cô vào mời ấy. Đấy, bác Thuần. À. Bác Thuần con trai à? Cái con trai. Đúng rồi. Đây ít hoa đồ đủ nữa các bác ạ, về. Sáng nay cháu đi với chú đi thu lưới được ít cá. Cá. Lấy hai bó đi nữa. Đây là có rau trưa nay rồi. Rồi. Đó, có rau này các bác nhé. Đấy, có cả cái nhân trần này về để phơi khô, đun nước uống. Bây giờ Sơn Hữu đi tìm mua một ít hoa quả nữa được, tìm mua một ít quả nữa. Quả nào? Quả lê này ngon đấy nhỉ? Vâng, anh cứ lấy quả vàng vàng màu. Vâng, đấy chị, đây là cho trẻ con. Đây. Quả này này chị. Bao nhiêu tiền tất cả? 32.000 ạ. Lấy ít củ đậu lấy cho tròn 50 ấy. 2 tròn 50 ạ. Ừ. Bao nhiêu cân nữa? Dạ, ví dụ 13. 13. Vâng ạ. Lấy xem ít củ đậu. Đậu này bán thế nào củ đậu này? 10.000 một cân ạ. À, thế lấy 2 cân đậu. Cái này cho đấy bằng. Cái này cho đấy bằng. Vâng ạ. Lúc nãy là bao nhiêu rồi nhỉ? Cái gì nhỉ? 33. 33. Có lại xin luôn đấy, cho. Ừ được. 10.000 một cân. Lấy đủ 50 hay là 13? 13. 13.000 một cân. Mỗi ít hoa quả các bác. Ăn quả đậu cho mát. Gửi tiền chị vâng. Đấy, cho em vào một túi đi. Xách cho dễ. Ây da, này nặng đấy. Ok. Ở đâu nữa? Còn chị ơi đợi em tí.
Ok. Cảm ơn chị nhé. Vâng ạ. Đang phát à, không chị ạ, đang quay video. Được túi hoa quả rồi các bác. Xuân Hữu mua mỗi thứ một tí về cho các bé, các con cò với lại Bim Bim mới thích. Bon Bim thích ăn hoa quả này lắm. Với lại bây giờ treo lên đây đã xong rồi, về nhà thôi. Hay đó. Bây giờ là Xuân Hữu đi về nhà nha các bác nhá. Xuân Hữu đi đến đoạn này đây các bác ạ, xong là mình rẽ trái vào đây. Đường bê tông khu vực này là 3,5 m, thoải mái xe chạy các bác ạ. Con đường này đã được sửa và làm lại mấy lần rồi, đường bê tông chắc chắn rồi. Đẹp các bác. Xuống đến đoạn dốc này cả nhà sẽ băng qua một cánh đồng mà rất là đẹp. Đây, một khung cảnh vô cùng thơ mộng rồi nhà ơi. Xuân Hữu đa số là trồng lúa nước. Mọi người nhìn thấy cánh đồng hiện tại đã lúa đã bắt đầu trổ bông và rất là xanh tươi. Chỗ mà nước ngập mà thủy điện sông Lô 6 đó các bác, ở sông Lô lên nước ngập lên tận đây nha các bác nhé. Đây này, lên tận cái khu vực này, này. Đấy các bác nhìn lên cái ô mọi người đi câu đây này, nước ngập lên đến tận đây. Thời điểm mà mưa to gió lớn là nước còn ngập lên tận đường này cơ. Bây giờ Xuân Hữu di chuyển đi về nhà đấy nha các bác nhé. Quý vị và các bạn thân mến, buổi sáng nay thì Xuân Hữu đi quay chia sẻ một chút về khung cảnh chợ Quang Minh quê nhà Xuân Hữu. Như chia sẻ ban đầu của Xuân Hữu thì chợ thì đang được xây dựng và thiết kế lại. Nó không ở cái khu vực chỗ ủy ban mà Xuân Hữu đi quay đâu. Cái chỗ đấy thì hiện tại chợ đang tạm thời họp ở trên cái sân bóng của thôn Minh Tâm ở trên đấy. Chắc là khả năng cũng chỉ thời gian nữa sau khi chợ hoàn thành thì chợ sẽ được di chuyển về vị trí cũ. Còn bây giờ thì tạm thời cho người dân họp một thời gian ở đấy trước đã. Quê nhà Xuân Hữu thì cứ họp vào thứ bảy hàng tuần. Buổi sáng ngày hôm nay thì Xuân Hữu cũng nhiều việc quá. Có công việc với bên ủy ban, Xuân Hữu đang làm một số cái hồ sơ và cũng chưa, ngày hôm qua bắt đầu mới xong cả nhà. Và cái lúc mà về đến nhà thì ăn cơm trưa xong cũng hơi mệt. Xuân Hữu vừa đi vừa mới ngủ trưa dậy. Mà bây giờ thì ra đây để nói chuyện với cả nhà một chút và để kết thúc video ngày hôm nay. Lấy ra là hôm nay là Xuân Hữu mà đi sớm được thì quay nó sẽ hay hơn, lúc đấy nó sẽ đông hơn. Còn tầm đấy là cũng 10 giờ rồi, chợ là cũng đã tan tan dần rồi. Rồi về đến nhà. Ui, khóc. Nhà thì uống một chút cái như là cái thuốc bát gan.
Xuân Hữu đun bằng cái nồi nhỏ nhỏ này, cái sôi một lúc là được đấy, là uống. Xuân Hữu mời quý cô bác anh chị và các bạn trên kênh Xuân Hữu nhé. Như chia sẻ ở những video trước thì bây giờ thì Xuân Hữu cũng bán một số sản phẩm thuốc nam như mát gan này, xương khớp và thuốc tiểu đường, và một số thuốc như là về thuốc cho bà đẻ. Cả nhà có nhu cầu sử dụng sản phẩm nào thì cứ liên hệ với Xuân Hữu nhá, theo số điện thoại là 0962 670 486. Đây là số điện thoại của Xuân Hữu. Bây giờ thì Xuân Hữu cũng xin phép mà kết thúc video của mình ở đây. Cảm ơn toàn thể quý cô bác anh chị và các bạn đã luôn theo dõi đồng hành những video trên kênh Xuân Hữu Đàn Tính. Bây giờ Xuân Hữu phải đi có việc một chút đã. Tạm biệt cả nhà nhá. Hẹn gặp lại những video tiếp theo.